Rồi, namaste mọi người. Dạ. Mình vẫn có bản ghi lại để nhớ và để dành cho những người không có cơ hội để học ngày hôm nay ha. So đi đi. Please Okay, introduce your two items. Yeah. the first item, vegetarian Thai basil chili pork, is this one. Yeah. Rồi. Phía bên đây đi đi chỉ ha là gồm cái món này là gọi là cái món thịt chay xào sả ớt kiểu Thái. And second item is this one, this Còn phía bên đây là món ăn thứ hai là cái món là đậu que cuộn tàu hũ kia. Okay, Rất so là đơn giản. the vegetarian Thai pork. First, the tofu, I use the tissue to clean the water from outside. After that, I make small small pieces. Yeah, then fry. Vậy là cái món mà mình nói là thịt heo chay á thì làm bằng đậu hũ trắng mình mua về. Đi đi đã lấy cái khăn khăn giấy đi đi thấm cho cái nước nó ra cho nó khô bớt, xong mình đi đi ngồi đi 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 ngồi bẻ ra từng miếng mà bây giờ đi đi sẽ đi chiên. And second item, this one, I will boil your hot water and put inside, cook little bit, after that we'll fry the Còn cái long đậu củ. que thì sẽ luộc sơ qua cho nó hơi mềm rồi sau đó sẽ có chiên sau. Okay, boil your hot water to cool that long thing right now. Bây giờ đi đi nấu nước sôi để luộc qua cái đậu que. The hot water will just cook. Có nước nóng rồi thì sẽ luộc đậu que. So this thing already cool, I keep somewhere else, then I fry tofu now. Vậy là The luộc đậu que xong rồi, mọi người thấy cái màu đậu que vẫn còn xanh đẹp ha, là nước sôi rồi mới bỏ vô, để nước sôi nhiều bỏ vô và lấy ra sớm. Rồi bây giờ đi đi chiên cái đậu hũ cho chúng ta xem. Mình thường oil hạt. Bỏ dầu ha, dầu hơi nhiều chút ha.
Is there have any question right now? You are making vegetarian food. Have any question? Mọi người khi nấu đồ ăn chay á, thì có cái thắc mắc gì không thì có thể hỏi đi đi nha. Something special mean? Ví dụ như là theo cái nhu cầu của mình rồi mình nấu ăn thì sao? Maduri, em ăn chay rồi em sống với gia đình em thì ở nhà em nấu như thế nào? Quite okay. Namaskar. Em ở nhà em thì em ngày xưa là có mọi người hướng dẫn em, tức là có một cái chị ăn chay theo Phật giáo. Thì chị bảo em từ ban đầu ấy là tất cả các gia vị là sẽ chuyển hầu hết về gia vị chay. Ví dụ như hạt nêm là không có hạt nêm cờ no hay cái gì đấy. Thế rồi nước mắm thì sẽ nước mắm chay và xì dầu. Đấy. Thế thì em sẽ nấu riêng, tức là nấu những cái món chung với cả nhà thì em sẽ nấu cái gia vị chay của em, rau củ quả thì sẽ nấu cùng gia vị đấy. Thế còn món mặn của mọi người thì sẽ nấu riêng riêng ra. Thế sau thời gian tiếp theo thì em bắt đầu mua cái gì, ví dụ mình có một hai cái nồi, một hai cái chảo, một hai cái bát đũa riêng của mình. Thế là mình sẽ ăn chay riêng, nấu riêng. Đấy, kiểu vậy. Thế còn trong cấu thành của bữa ăn thì mình sẽ bình thường bao giờ bữa ăn cũng có canh này, có xào này. Thì đấy có thì món mặn thì cứ để mọi người ăn món mặn. Thế còn món xào thì có thể thiên thiên về món xào chay của mình, xong cả nhà ăn cùng. Đấy, món canh cũng thế. Canh thì nếu mọi người quá thích thì mọi người sẽ canh cũng như vậy, nhưng phần canh là nấu mặn, còn phần canh thì nấu riêng, nồi của em là nấu chay. Đấy, em ăn như vậy. Vậy thì có đồ mặn, xào với canh ha. Bên nào cũng có đủ món như vậy ha. Và cái hai cái hai đồ xào với canh thì ăn cùng nhau, thì có đồ mặn là ăn riêng. Thì vẫn bày chung mâm. Dạ là em ở với lại gia đình em là gia đình nhỏ hay là có bố mẹ không? Lúc trước thì mấy năm trước thì em ở gia đình em thì có bốn người thôi, hai bố mẹ hai con thôi. Thế còn khi mà từ khi về cái địa điểm nó rộng hơn chút này đấy thì có cả hai cụ ngoại và một cụ nội. Vậy là có hả? Ba cụ. Dạ. Và cụ là trên cụ bà là ông bố bà mẹ luôn. Không, bố mẹ mẹ em, bố mẹ em và mẹ chồng đấy. Ồ, thì có ba em gọi là ba cụ hả? Thế là vâng. ba thế hệ đó, ba dạ. thế hệ mà cả xui gia trong chung nhau luôn. Dạ. Vâng. Dạ. Thì cũng không có điều rồi kiện có chăm mình sóc em chị. Thôi. Dạ. Rồi cũng có mình em ăn chay thôi. Vâng. Có hai đứa con gái em thì nó thỉnh thoảng nó thích ăn. Nói chung là nó cũng thích ăn, nó cũng nấu được đồ chay. Đấy, còn ông chồng mấy tuổi rồi? Một đứa đi làm rồi, một đứa thì năm nay năm thứ nhất ạ. Trời ơi, đã dễ sợ luôn. Vậy là em sanh nó đứa đầu ở mấy tuổi? Mà có em, con lớn dữ vậy. Em sanh đứa đầu không bị tảo hôn lắm đâu. Không lắm đâu, nhưng mà chắc 20 tuổi hả? Không, 25 rồi, 24, 25 rồi. Vậy đó hả? Wow. À, hai mẹ con em cùng một tuổi đấy. À. Dạ. Ủa như là Maduri là tuổi gì? Em là tuổi chuột. Ồ, hay quá nhờ. Tuyệt vời. Ngon như vậy. Dạ ok, để dịch cho đi một cái gọi là hoàn cảnh một gia đình Việt Nam rất là đặc biệt luôn. Không, như em mới thực hiện được có mấy tháng thôi, chưa lâu. À, đồ chay á hả? Không, tức là gia đình ấy, ở gia đình bọn em ăn chay thì ăn bài ba mấy năm rồi. Mấy năm là mấy năm? Mấy năm là để em xem nào. Em không nhớ nữa, nhưng mà phải từ năm 20 phải 4 hay 5 năm gì đó. Vâng.
4 hay 5 năm. Tức là trước khi DMS ở ngoài này là 2016. Trước khi đấy. À đúng rồi, chính xác là 2016, em nhớ rồi. Khi đấy là bố chồng em mất là đúng năm 2016, chính xác. Từ khi đấy là em ăn chay luôn, là em lấy lý do đấy em ăn chay liền từ tì luôn, em không quay về nữa. Vâng, tức là kiểu như nhà có đám thì thường hay ăn chay ấy chị. Đó, đúng thế rồi. Sao em lấy lý do đấy em ăn một mạch luôn. Em không quay về nữa. Dạ. Hay quá. Rồi, bây giờ Didi, so you can continue with your food and then I will translate later for you. Or you have time? No, just okay. No, just keep fried until become brown, golden brown, little bit of cheese. Như mọi người thấy ha, hồi nãy thì nước cái hồi nãy là đi xé tay ha, cho những cái đồ hũ nó không thành khuôn gì hết mà nó đủ thứ hình dạng vậy nè. Xong rồi nước cái dầu sôi rồi cái bỏ vô. Rồi đi có cái gọi là cái gì ta, cái gì mà có lỗ lỗ nè, để múc lên xào nè. Thì đi nói là chiên cho đến khi mà đậu hũ nó trở thành màu vàng. Màu vàng và nó bắt đầu nó hơi giòn giòn rồi đó. Cái hũ này nó khô khô rồi cho nên không có hard and soft. Because giving different taste. Có thể là một cái là nó sẽ vàng hơn, một cái là nó hơi vàng nhẹ mà nó sẽ mềm, thì cả hai cái loại đồ hũ này nó sẽ đưa hai cái loại vị khác nhau cho cái món ăn mình. So, we're waiting. Any questions? Yeah, no. I asked and Madhuri share about her family and how she keep her vegetarian diet in her family. She said this, she started to become vegetarian in 2016 when her father-in-law passed away, and normally at the funeral people will start eating vegetarian for 49 days. And for her, she immediately, with that reason, she changed into the diet. So, and until now, and in the family, she already, when she started vegetarian, she learned from one Buddhist that she prepare her own spices and everything is separately. So she cooked, at that time she cooked for her husband and the two daughters. Only one non-vegetarian item, and for the fried vegetables and the soup, she cooked like vegetarian. So for their meals is also 3 items with rice, and for her also 3 items with rice. Wow. And then just a few months before, she invite her two parents, her own parents and another, the mother-in-law. So the 3 parents is now staying with them in a big house. So it's this 3-generation family. And she's still keeping the same. She said that her two daughters like and know how to cook vegetarian food. One is already 25 years old, and another one is the first year and a university student. So in the house, she has company to eat vegetarian food or eat alone? She's still eating alone, but sometimes the two daughters join her. She said her husband is still not vegetarian. Còn nhà chị Trinitra thì sao nhờ? Chị ăn chay là phải là hai mấy năm rồi. Từ cái dạo bệnh. Năm 92 cơ. Trinitra became vegetarian 1992. Rồi
Rồi nhà chị là ăn chay hết không, ông xã? Ông xã thì nghĩa là ăn bây giờ thì anh vẫn ăn mặn, thế Ừ. nhưng món chay ăn nhiều hơn. Dạ. Ừ. Rồi chị ai nấu đồ mặn Chị vẫn phải nấu tại vì ạ? nhà bên chị với cả anh ấy thôi. Dạ. Chỉ có hai người thôi. Dạ. Ừ. Mà hồi đó giờ em không có hỏi, chị có cháu không? Chị có con không? Có, nhưng mà cháu nó mất từ lúc nó 3 tuổi. Ồ. Vậy sao? Có một em thôi. Dạ. Và loài mấy là con trai hay gái hả chị? Con trai em ạ, nó bị cảm, thế là vào Wow. lưỡi. Trinitra's family, just only two of them, the husband and she. So she preparing the vegetarian but still need to cook the non-vegetarian for her husband. But mostly is vegetarian. She got one son but already died at 3 years old because of the fever, because of the flu or something like that. Yeah, I mean, if you really know the technique, time management, you can make the item at the same time. You will not spend, I mean, it's like, I mean, it's similar item, but it can be vegetarian to save time. Like, so the same green leaves, then I fried it separate after that mix with some meat, can be like this, save time. Madhuri also cook the soup if they want to have the non-vegetarian, so they cook the soup and then separate and put the meat. Đi nói thì nếu mà mình đã biết cái cách mà mình kết hợp á, thì rất là nhanh. Ví dụ như mình nấu, mình xào đồ chay, mình lấy ra xong rồi mình bỏ tại sao, hoặc là mình xào bằng một thịt thay cá bằng một cái chảo khác rồi trộn với đồ chay một phần, còn một phần kia mình vẫn ăn được, thì nó sẽ đỡ mất thời gian để chế biến thức ăn. Nó bị cố tình là cực kỳ ẩu. Đây rồi, đậu hũ là đã vàng rồi ha, vàng cái màu vàng ươm rồi đó, thì bắt đầu đi vớt ra. Mình kêu cái này là cái giá, cái vá đúng không ạ? Cái vá mà có lỗ nè. Anyone cook use him? Is anyone cook use him? Yêu xin. Him, India À. fries. À, có ai sử dụng hing không, ở trong cái đồ ăn của mình có ai sử dụng bột hing không ạ? Chị ha, chị Trinitra. Dạ. Em có dùng. Em có dùng. Dạ. Dạ. So Trinitra, Madhuri and also me, I use at home. Yeah. Maybe. Yeah, going to. And now we will cook together. Rồi bắt đầu bây giờ mới làm nè, mới làm cái món thịt xào ớt nè, thịt chay xào ớt. Be careful, đi đi. Okay, so I just add some oil. Cái chảo dầu, đi đi lấy dầu qua cái chảo lớn. Some Ginger, ginger ginger bỏ gừng vô, gừng bằm bỏ vô. and the Cái hạt,
mù tạt. Hạt mù tạt là cái hạt tròn tròn mà nó ưa nổ, nó văng. Bỏ một chút hương vô nha. Ở ngoài đó à, bỏ một miếng phân nửa trái ớt đỏ. Yeah, and then put the tomato. Bỏ how many potato tomatoes did it? It depends if you want you want the tomato more than the tofu. Yeah, it's up to you. Tùy ha. Tùy mình bỏ cà chua vô thì Valini hỏi đi đi là có bao nhiêu trái cà chua đi, nó tùy tùy mình thích nhiều hay ít đó. So I'll put some sugar. Bỏ đường vào. And salt. Và muối. Yeah, just fry until tomato soft. Và xào. Xào cho đến khi cà chua của mình nó mềm và nó chuyển màu ngon đẹp nè. Và nó có mùi thơm. Small fire, little bit steam. Đậy nắp lại giống như mình cho nó mềm mau và nó không văng. Yeah, and the time that the lemongrass, when I fry the tofu, I put inside, and then after that I cook tomato, can put inside also. The lemongrass may go inside. Cái cộng xả hồi nãy đi đập ra, xong lúc đi đang chiên đậu hũ á, đi có bỏ vô chiên thơm rồi. Bây giờ đi lấy cái nhánh xả này đi bỏ vô trong cà chua để nó thơm thêm. Nó có thể làm mùi thơm cho cà chua. It's already become soft. Now you can put the food together. Rồi khi mà cà chua đã mềm rồi thì bắt đầu mới bỏ đồ hũ vô. Bắt đầu cho xíu nước tương vào. Then when it's going to be ready, then put the basil. Put what did it? Basil. That basil. Label. The herb basil. It's going to be ready. Sắp sửa xong thì rắc bắt đầu bỏ những cái gia vị vô. Yeah, it's no need to cook so long. Why not? Lá quế đã lặt sẵn, rửa sạch rồi. Tới lúc gần xong thì bỏ lá quế vô ha, là xào nhanh, không cần phải lâu. You just before the basil, you put something didi. Just the maybe black pepper. Salt. Black salt. Yeah. Okay. Yeah, black pepper also need to put. Hồi nãy là đi có bỏ có bỏ thêm xíu muối lên, cái muối đen á. Sau đó rồi sau khi có quế xong rồi rắc tiêu lên là xong một món.
Ồ, quá ngon, hấp dẫn ghê. So can eat with rice, very Yes, sweet, sour, very tasty. nice. Create Nó vừa ngọt chua, nó vừa mặn nữa, cho nên là nó và cay nữa, có nhiều vị để cho kích thích cái vị giác của mình ăn cơm rất là ngon miệng. Mọi người thấy hấp dẫn Then final, I just put some không? lemon juice. Giỏi quá, hay quá, hay quá chứ không phải giỏi quá. Cái chanh cuối cùng nha, mọi người nhớ là người Thái người ta ăn các cái món ăn á, người ta ưa nặng chanh lên á, nhớ không? Mình ăn cái gì ta? Thái Phạt á, Phạt Thái á, ta ưa có nặng chanh lên mặt của cái hủ tiếu xào á. Đó. Yeah, so this item finish. Rưới cái nước cốt chanh chanh lên xong xào là xong. Rồi, tối nay làm được rồi. Kalini vẫn còn chỉ cần có thêm cà chua là được. Ở nhà đầy đủ đồ rồi. Item. Very good, simple but very interesting. Đây. Rồi, xong một Yeah, món rồi nha mọi người. this one also not Và còn cái này cũng so vậy ha. long. This Bây giờ là có đậu que rồi long nè. bean already. Okay. Này, you want to mix small or big? Đậu Just que okay, mình tùy tùy đậu que mình muốn nó dài hay nó ngắn, hay là mình muốn cái bó nó lớn hay nhỏ, mà mình chia nó ra đó, similar. và mình cắt đôi cái đoạn này. Yeah, also you want something high, something lower, it's up Muốn làm bằng cũng you. được, muốn làm hơi so le cũng được. We'll put together. Vậy thì đậu que mình luộc lên rồi để nguội rồi mình cắt đôi ra ha. And after that, the soya skin just cover it. Rồi, cái lá tofu kia mình sẽ quấn nó. The dry one or the fresh one all are flexible. Mình có thể mua tàu hũ kia tươi hoặc là đã chiên rồi. Tùy mình tìm thấy cái gì được. Phổ biến ở chỗ mình mua thì cũng được, không sao ha. Rồi bắt đầu mình sẽ cắt ra. Mình bó nó lại giống như mình chắc tưởng tượng như mình bó bó hoa vậy. So just choose À, có tâm, some có tâm xỉa răng nha. sample. Okay, then Sắp cho một bó vài cọng nó bằng nhau ha. Đậu que bắt đầu mình quấn. Quấn hết không hay là quấn hết không hay là cắt đôi đi. it depends how thick you like. Các bạn tùy
nó có dày hay mỏng là tùy các bạn thích. Các bạn thể quấn hết cái dây của nó, hoặc là các bạn ngừng giữa chừng cho nó mỏng mỏng mà làm được nhiều cuốn. Okay, then final somebody, anyway. The final somebody use the flower, the flower water to form the, but I want to try another way, use this one, to the, this, how to say in English, this one, to, the toothpick, toothpick. Yes, just temporary. When she started to fry, I think it will stick together. Chỉ là có cái tâm để mình xuyên qua, mình giữ nó lại thôi. Chứ là khi mà nó đã chiên ra rồi thì nó dính nhau lại rồi á, không cần nữa. Bó thứ hai rồi đó. Just make one more than finish. So far no one had problem with cook vegetarian food. The two monkeys from Hà Nội already has experience to be vegetarian. And maybe Hema is not completely vegetarian, so maybe that's all. Actually, you not necessarily use the soya skin. You can use the rice paper also, flexible. Just this is just something interesting to form the. Có thể sử dụng thay vì cái lá của tổ hủ ki thì mình có thể lấy bánh tráng mình quấn cũng được. Mình đang nghĩ nếu mà như vậy, nếu không cần cái đồ hủ ki thì nó có đạm. Còn nếu mà không cần thì mình có thể mua cái lá hoành thánh á, để mình thử coi, mình quấn hoành thánh mình chiên coi thử. I think that that is the kind of the flower that we borrow the name from Chinese. We call it Vàng Thánh. Vàng Thánh is like the dim sum, but fried dim sum. You know that flower look yellow color. Oh, pencil flower. Yeah. Yeah.
even is available at the market, I think we can try that one even. Like that one can call. Yeah, like not even the taste is not like egg. No, they don't put egg. I mean the taste is similar like that. Giving special taste. So normally I will continue the same thing. Dầu nè, rồi để gừng lên, rồi cũng gia vị như vậy. You can use him. After that, the any kind of spice you have, like people wanna have kind of vegetarian barbecue powder, you can use that one also. Nếu các bạn có cái gia vị nào mà các bạn có thể làm cho nó thơm cũng được mà đặt ăn chay được, nãy là gừng nè, bỏ chút hing nè, rồi đi đi mới nhắc là cái bột mà để làm tá xíu á, làm barbecue á, hay là đi đi bỏ cái dầu điều lên nè cho màu nó đẹp. Now you can use the red oil to make the avocado. Còn cái này là cái hạt, cái bột nó màu đỏ đỏ. Okay, until the smell come out, then you Nhưng mà có mùi lên rồi. To put the roll. Bắt đầu mới chiên là mình bỏ. Mình bỏ cái cuộn mình đã cuộn lên rồi nè. Đấy, mình chiên nó. Now I put the part I want to foam it. Dĩ nhiên là khi mình để xuống thì mình để ngay cái mối mà mình cuộn á, cho nó dính nhau lại trước để rồi mình trở nó dễ. Cho mình nghĩ cái này mà ai mà kiểu như đãi khách á, mọi người có thể mua măng tây kiểu này cũng được. Asparagus. Didi. So up to you. We can replace the green bean with asparagus. The long bean you can use. You can use something long shed or mix with different type like the carrot or I forgot the name. We say lu hui. Lu, I need to translate. That is lu hui, you know. Asparagus. Didi, asparagus. Okay, that one is a little bit expensive. But also can choose that one also. Something can come long shape or collapsible. Okay, so it depends how crunchy you want. Otherwise, can finish. Forgot to put the salt. Salt and Or you don't need to mix.
You don't need to put salt. You can make sauce when you eat it. Also another way. Yeah, yeah. Aha. Uh-huh. Mình có thể ăn đơn giản như vậy, mình bỏ xíu muối lên, mình bỏ xíu xì dầu lên, ăn đơn giản như vậy cũng được, hoặc là các bạn không có thêm gia vị gì hết mà chúng ta có thể làm sốt rồi chúng ta chế lên. À, hồi nãy Didi nói là mình có thể từ đậu xanh, đậu que này nè, mình có thể cắt theo cái từ cà rốt hay từ cái gì dài 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 bằng nhau đủ màu sắc á, thì cần quấn mình chiên như vậy cũng ngon. Còn mình có đề nghị là măng tây thì đi đi nó cũng được mà mắc tiền. Để mình dài và có cái gì có cái độ dài và mình quấn mình chiên. So these two and corn or mushroom. Trình bày đẹp mắt. When you are not hurry, everything will be fine. But yeah, if you really hurry, everything become mess. Yeah. So after that, you can put. Yeah. So either you the this one original, no need to put the salt. Or yeah, you make another one sauce to eat together. Or when you cook, you put the salt and soya sauce there. Nói lại ha, chúng ta có thể để dày rồi có rắc muối và nước tương lên là được. Hoặc là các bạn làm một cái sốt gia vị rồi chế lên sau khi chúng ta trình bày ở trên cái dĩa. À, và một lần nữa đi đi có bỏ cái put some lemon juice sour because if you add very much oil you need to eat something sour. Và chế một tí nước cốt chanh lên mặt. Vậy mọi người nhớ là bởi vì chúng ta ăn mà có dầu nhiều thì chúng ta phải có đồ chua để nó giải cái dầu bé chất béo đi. Yeah, so this item done already. Và bây giờ cắt ngò để lên để thêm mùi. If the sauce, if you can choose just the tomato sauce also can be. Nếu mà cho đẹp thì mình làm sauce cà tomat mình chế lên. Didi, the another monitor they it is stand still. You check the monitor. The another one. The other one already freeze. That's too hot. Hello. Okay. Still? Okay. Okay. Yeah. Now it's okay. Yeah. Okay. So I put the top. I put the coriander and some mint. So anything you like, you just put. Yeah. Để lên ha. Ngò. Vừa trang trí vừa thơm. And if you like chili, also can put on the top something decoration. Để ớt lên mặt. Yeah. Vừa trang trí mà vừa cay, có vị cay. Like that. So finish. Là xong. Chấm dứt món thứ hai, hoàn thành món thứ hai. Yeah, I put another item in the bowl. Yeah, so have anyone have questions? Có ai
Có thắc mắc gì không? Có câu hỏi gì không? So this is today's two items. Đây, đấy là đó là hai món của ngày hôm nay chúng ta học: thịt chay xào rau húng, xào ớt và rau húng, mà thật sự ra là cà chua ha, cà chua nhiều hơn. Rồi, và cái món thứ hai là đậu que cuộn tàu hủ ki. Today around not more than 2 hours. Yeah, 90 minutes finish. Khoảng một tiếng rưỡi là xong hai món. Hồi nãy mình và vừa đó là vừa làm vừa hướng dẫn. Mình có thể làm nhanh hơn nữa nếu mình làm ở nhà. Today class finish. Rồi là vậy là chúng ta ngừng lớp ở đây. Mọi người đâu hết rồi, mình kết chào nhau hôm. Okay, so now how to cook, right? Yeah. Waiting for you to practice. Rồi, mọi người thực hành nha. Maduri biết cách làm cái chưa? Dạ. Very look delicious. Yeah. Tonight she will do. Yay. Dễ làm ha. Tốt ha.